chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Chân dung nghi phạm trong vụ phi tang cô gái trong vali ở Vũng Tàu. Vụ việc một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi bị sát hại sau đó bị bỏ trong vali và vứt ngay khu vực núi nhỏ thành phố Vũng Tàu đã khiến dư luận dậy sóng. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã bắt được hai nghi phạm liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, những lời khai của nghi phạm khiến dư luận không khỏi lạnh sống lưng vì hành vi tàn bạo và máu lạnh. Cơ quan chức năng thông tin rằng hai nghi phạm trong vụ án này là Võ Thành Long, 20 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền và Vũ Thành Huy, 25 tuổi, trú tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa. Theo cơ quan chức năng, thì khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã nhận được yêu cầu phối hợp của Công an huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh xác minh một trường hợp bị mất tích. Qua điều tra, công an nghi vấn nạn nhân đã bị giết hại ở một khách sạn tại phường 2, thành phố Vũng Tàu. Cơ quan điều tra cũng xác định nghi phạm là Võ Thành Long và một đối tượng không rõ lai lịch, sống lang thang. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ Long tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng này khai thông qua mạng xã hội có quen biết với chị T, 21 tuổi, trú tại huyện Cần Giờ. Ngày 18 tháng 5, Long cùng với bạn tên là Vũ Thành Huy, 25 tuổi, trú tại xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, thuê một chiếc taxi để đón T đi chơi tại thành phố Vũng Tàu. Khoảng 0 giờ ngày 19 tháng 5, Long và T về đến khách sạn trước để nghỉ ngơi. Khi phát hiện chị T có mang theo nhiều tài sản, trang sức có giá trị, Long nảy sinh ý định sát hại để chiếm đoạt tài sản. Lúc này, sự thú tính của Long trỗi dậy và Long đã dùng chính đôi bàn tay của mình ra tay sát hại chị T. Sau khi xác định nạn nhân đã tử vong, Long nhắn tin báo cho Huy biết sự việc để bàn việc phi tang xác của nạn nhân và lấy tài sản. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Long đi mua vali, sau đó cùng Huy đưa thi thể của nạn nhân vào trong vali để mang đi phi tang. Cả hai thống nhất vứt vali có chứa thi thể nạn nhân tại núi nhỏ thành phố Vũng Tàu. Sau khi vụ việc xảy ra, các đối tượng đã mang số tài sản chiếm đoạt được của nạn nhân đi bán, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khám xét trên người của đối tượng Huy, cơ quan công an thu giữ một điện thoại di động iPhone 12 Pro Max của nạn nhân. Sự việc này đã khiến dư luận không khỏi liên tưởng đến vụ án tứ chi bị đốt cháy ở Bình Dương, mà đến tận thời điểm hiện tại, danh tính nạn nhân lẫn kẻ thủ ác vẫn chìm trong bóng tối. Trở về thời điểm cuối tháng 5 năm 2023, khi một đám trẻ con đang chơi ở bãi đất trống thuộc phường Tân Phước Khánh, thì thấy một đám cháy trong đó có một chiếc túi màu đỏ. Tò mò, đám trẻ này lại gần và gỡ cái túi ra, thì tá hỏa phát hiện ra bên trong cái túi đỏ đã bị cháy một phần, có sừng người. Hốt hoảng, đám trẻ này đã chạy vào nhà và báo cho người lớn. Ngay sau đó, những người dân ở đây đã ngay lập tức báo cho cơ quan công an về vụ việc. Nhận định đây có thể là một vụ án giết người phân xác phi tang, cộng với tính chất phức tạp là hung thủ đã đốt xác nạn nhân để phi tang chứng cứ, thì Công an tỉnh Bình Dương đã đề nghị Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp điều tra. Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ các bộ phận thi thể người có đặc điểm nhận diện như tay phải có xương cánh tay dài 21 cm, tay trái xương cánh tay dài 17 cm, hai đoạn chân mỗi đoạn dài 35 cm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và dựa trên các xác minh khoa học, cơ quan chức năng đã bước đầu nhận dạng được nạn nhân. Theo đó, nạn nhân được xác định là nam giới khoảng 30 đến 35 tuổi, cao khoảng 1,68 đến 1,7 m, hai bàn tay có gắn móng giả. Thời gian tử vong vào khoảng từ ngày 10 tháng 5 năm 2023 đến khi được phát hiện. Phần thi thể được đặt trong một túi màu đỏ, bị đốt cháy xém, là bộ phận tứ chi của nạn nhân. Cơ quan chức năng tiếp tục tìm những bộ phận cơ thể khác. Tuy nhiên trước đó, cơ quan chức năng có phát đi thông báo nhận định nạn nhân là nữ vì phát hiện bộ móng giả. Đồng thời các đoạn tay chân đều rất thon gọn và nhỏ nhắn. Nhưng sau khi đối chiếu giám định pháp y thì kết quả nạn nhân là nam, có thân hình khá nhỏ nhắn. Thời điểm này, từ những hình ảnh mà cơ quan công an cung cấp về đôi chân, đôi tay bị đốt cháy, đựng trong chiếc túi sách, thì dư luận cho rằng đây là bộ phận cơ thể của hai người. Bởi lẽ theo hình ảnh thì đôi chân thon, còn phần tay thì cơ bắp hơn. Tuy nhiên, trả lời thắc mắc về vấn đề này, Thượng tá Trần Minh Nhật cho biết tay chân bị đốt là của một người. Bởi lẽ trong quá trình xét nghiệm ADN, đơn vị nghiệp vụ đã lấy mẫu chung của cả tay và chân. Đã nhận dạng được ban đầu, nạn nhân là nam giới, người khá nhỏ con, cao từ 1,68 đến 1,7 m và độ tuổi từ 30 đến 35.
Tuy nhiên, công tác tìm kiếm vẫn gặp nhiều khó khăn. Khi để xác định được thân nhân của một người, thì ngoài ADN, vân tay cũng là một thứ quan trọng. Tuy nhiên, tứ chi được phát hiện đã cháy xém, chỉ còn trơ phần xương, phần da đã không còn nhận dạng được dấu vân tay nào. Nếu không có dấu vân tay nào xuất hiện, thì việc tìm ra thân nhân nạn nhân có thể trở thành bài toán hóc búa với cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, thời điểm sự việc diễn ra, nhận được nhiều sự chú ý của dư luận, thì nếu đó là một vụ án mạng, thì kẻ thủ ác thực sự mất hết nhân tính khi đã phi tang xác nạn nhân một cách dã man như thế. Đáng chú ý, việc phát hiện tứ chi ở bãi đất trống cạnh khu dân cư cũng khiến dư luận đặt ra câu hỏi là hiện trường nơi phát hiện ra vụ việc có phải là hiện trường vụ án hay không. Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin rằng hiện trường nơi phát hiện tứ chi chỉ là hiện trường phi tang, không phải là hiện trường chính của vụ án. Nạn nhân bị giết ở nơi khác và địa điểm cụ thể ở đâu thì cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ. Công an tỉnh Bình Dương cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ trong hoạt động điều tra, tích cực tuyên truyền, vận động người dân, hỗ trợ cung cấp các thông tin có liên quan đến vụ án, đồng thời tăng cường lực lượng truy tìm tung tích nạn nhân, cũng như các bộ phận khác như đầu, cổ, phần thân để làm rõ vụ án. Nhận định nhiều khả năng nạn nhân tử vong trong vụ phân xác là người từ địa phương khác, không loại trừ người nước ngoài, không có quốc tịch, đến tỉnh Bình Dương làm việc sinh sống, có đăng ký hoặc không đăng ký tạm trú, lưu trú. Do đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn rà soát công dân cư trú tại địa bàn mà mất tích từ ngày 16 tháng 5 trở về trước, đến nay chưa rõ ở đâu làm gì thì báo cáo ngay. Xác minh theo phương châm, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người để xác định được nạn nhân trong vụ án trên có cư trú tại địa phương mình hay không. Lực lượng thu gom xử lý chất thải, chú ý trong quá trình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn có liên quan đến cơ thể người của nạn nhân bị các đối tượng vứt để phi tang, thì cũng nhanh chóng thông báo. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, quá trình điều tra, Công an tỉnh đã huy động toàn lực lượng, rà soát ở các khu dân cư, camera, đối tượng nghi vấn. Đồng thời, phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương, rà soát người nước ngoài đang làm ăn sinh sống trên địa bàn, xem thời gian qua có ai mất tích hoặc không liên hệ được hay không. Đại tá Trình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ. Đến ngày 7 tháng 6 năm 2023, lần đầu tiên, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương thông tin chính thức đến báo chí về vụ án mạng đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Cụ thể, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra và vẫn chưa có manh mối nào liên quan đến lai lịch của nạn nhân. Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tứ chi được phát hiện tại bãi đất trống là của một người, nam giới, đã trưởng thành, chết trước đó khoảng 8 đến 14 ngày. Quá trình điều tra, Công an Bình Dương đã phát thông báo đến tất cả các địa phương trong cả nước để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm lai lịch nạn nhân. Rà soát ở các khu dân cư, camera, đối tượng nghi vấn vẫn chưa xác định được thông tin nào về nạn nhân. Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương rà soát người nước ngoài đang làm ăn sinh sống trên địa bàn, xem thời gian qua có ai mất tích hoặc không liên hệ được hay không. Quá trình điều tra, Công an tỉnh đã tiếp nhận hơn 100 tin báo của người dân liên quan đến vụ án, tuy nhiên chưa có tin báo nào chính xác. Bên cạnh đó, Công an đã phát thông báo đến Ban Quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, công an cấp xã, công an đồn khu công nghiệp, đề nghị kiểm tra rà soát, xác định trường hợp người lao động không đến làm việc, không liên lạc được, không rõ lý do nghỉ việc, nắm thông tin trong công nhân. Các địa điểm kinh doanh mua bán phòng trọ, nhà riêng, nhà cho thuê, cơ sở cho thuê trọ, nhà nghỉ, khách sạn đóng cửa có những biểu hiện bất thường hoặc bốc mùi hôi thối cũng được đề nghị tương tự. Quá trình điều tra, toàn bộ lực lượng đã tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích, lai lịch của nạn nhân, đặc biệt là ở các bãi đất trống, khu chứa rác, ống cống, trích xuất toàn bộ camera xung quanh những khu vực nghi vấn, đồng thời phối hợp với công an tỉnh bạn để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Đại tá Chính cho biết, quá trình điều tra vụ án đã huy động rất nhiều lực lượng tham gia. Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân tiếp tục báo tin nếu có người thân mất liên lạc, để lực lượng chức năng có manh mối truy tìm lai lịch nạn nhân nghi án phân xác nêu trên. Công an Bình Dương cho biết, danh tính người trình báo sẽ được bảo mật, đồng thời đề xuất khen thưởng với tin báo hữu ích của các cá nhân, tổ chức giúp khám phá vụ án. Những thông tin có giá trị
giúp cơ quan công an làm rõ thân nhân của tử thi, làm rõ đối tượng gây án sẽ được các cấp có thẩm quyền khen thưởng và bảo vệ bí mật cho người cung cấp thông tin. Mọi thông tin liên hệ với số điện thoại trực ban của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bình Dương 02743 824087 hoặc liên hệ trực tiếp Đại úy Trần Văn Thông, Phó trưởng phòng, số điện thoại 0973 406 735, Zalo 0973 406 735. Điều tra viên Hồ Long An, số điện thoại 0368 977 776, Zalo 0368 977 776. Và điều tra viên Huỳnh Văn Bền, số điện thoại 0983 927 113, Zalo 0965 864 270. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.